Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay lại tiết mục Lan vào bếp, và giờ mình cũng muốn giới thiệu với các bạn một đặc sản của quê hương Đông Triều mình. Đó là món tằng 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 tằng. Món này có thể là nhiều lời nhìn thấy kinh dị, nhưng đây nó là một đặc sản và rất là ngon. Đó là món rươi Đông Triều. Đấy. Hôm nay sẽ giới thiệu các bạn một món chả rươi của Đông Triều mình. Mặc dù đây là nó gọi là vụ chiêm, chứ chính ra là rươi nó đúng vụ của nó phải tháng 9, tháng 10. Người ta có câu là tháng 9 đôi 10, tháng 10 mùng 5. Đấy là đúng con nước rươi ở Đông Triều. Và bây giờ là mình giới thiệu các bạn thêm những gia vị của món chả rươi này. Đó là hành tươi, một chút hành khô đây, mấy cái trứng đấy, và ớt, lá lốt đấy, và không thể thiếu được món này, cái vỏ quýt, vỏ cam này này, thì cho vào nó mới đúng vị và cực kỳ thơm ở món rươi này. Vỏ quýt, vỏ cam thái nhỏ. Và bây giờ là ô xin giá rẻ sẽ chế biến để đánh cái rươi này ra trộn vào để ô xin giá rẻ cho anh em câu nhỉ. Xin chào tất cả mọi người nhá. Bây giờ là mới thái cái thái ít thôi anh, cũng vừa thôi, không cần nó luốt nhiều, chủ yếu để thơm mà được. Dọc theo ngang và hát cho nó ngắn rồi. Cái bát này khả năng là chặt quá để mà trộn lên, chặt quá bỏ cái lồi kia ra anh. Đấy. Đổ lên nhé. Từ. Bây giờ là thái vỏ cam. Cái này thì cái vỏ quýt đấy các bạn. Cái vỏ quả quýt ấy thì mới là thơm nhất, thì mình không có vỏ quýt thì thái cái vỏ cam này ra cũng được. Đấy. Nếu mà ăn cái vị chả rươi nó có cái vị vỏ cam và quýt này mới đúng vị và rất là ngon, rất là thơm. Thái mỏng nhẹ thôi thế thôi. ớt thái tí ớt ít thôi, nhà toàn người không ăn được cay, ai muốn ăn cay thì ăn bên ngoài chấm thêm. Ok, bỏ vào băm nhỏ ra. Cái ớt này thì tùy theo sở trường từng người một, nếu mà bạn nào ăn được cay thì cho nhiều cay, còn đâu mà nếu mà chịu không thì cho vừa vừa thôi. Còn ai muốn ăn thêm thì ăn bên ngoài, thì không thì nhiều người không ăn được cay lại cho nhiều vào quá nó mất ngon đi. Đấy. Bây giờ là đổ rươi lên, rươi vào lòi. Quả đập trứng mà. Trước ở Đông Triều mình rươi lắm lắm các bạn,
Như vậy bạn nào đã đi ở đây tôi cho hành khô. Chút hành khô. Hành tươi. Vừa hành tươi thôi. Nữa. Ok. Rồi. À, bạn nào đã từng đi qua Đông Triều, mình ấy qua cái cầu cầm ở chỗ Đông Triều các bạn. Cái sông cầm của mình ấy trước cái lắm rươi lắm. Về sau này là cái thời mình bé thì rươi nó bạt ngàn luôn chứ không phải là cứ mỗi lần con nước nó lên nó cứ đỏ rực hết cả sông cầm ấy. Nhưng bây giờ là do cái lặn hút cát nhiều các bạn, những cái ruộng mà rươi nó ở khu đầm rươi nó ở thì bị hút cát hết nhiều rồi, với cả lại bây giờ là nước sông nhiều khi nó không được như ngày xưa nữa, cho nên là rươi bây giờ nó cũng ít hơn ngày xưa. Ừ, cho tí mình chín nhé, bột lên. Rồi. Cái này thì do từng sở trường từng người một các bạn ạ. Nhiều người thì muốn đánh kỹ nó ra để nó ra hết cái bột của con rươi này, nhưng với mình thì chỉ đánh vừa vừa thôi, nó gọi là để cho nó liên kết lại thành một bánh rươi thôi, chứ còn để nguyên con rươi ăn mới cảm nhận mới còn càng ngon, nên là cũng không cần phải đánh kỹ, gọi là trộn đều gia vị lên thôi. Ok, anh trộn lên tí nữa cho đều gia vị. Và hôm nay là mình có thêm tiết mục này nữa nha các bạn nha. Đấy, đây gọi là mực một lắng. Bé mực một lắng và dán cái mực này uống bia là cũng ối giời ôi. Và bây giờ tiết mục là vào bếp nha. Đấy, nổi lửa hai bếp lên luôn. Vừa dán mực và vừa dán rươi luôn. Ngày xưa nó không có những cái chảo chống dính như bây giờ, thì chảo ngày xưa nó có chảo gang các bạn, nó to thì rán rươi cũng rất là dễ. Và nếu không có chảo gang thì mọi người hay lót một lần lá chuối lên để cho chín, hấp cho chín qua xong rán thì nó cũng không bị sát. Thực sự các bạn là như ngày xưa đấy, rán rươi rán bằng mỡ lợn đấy các bạn. Rán bằng mỡ lợn ấy thì thơm coi như là cả xóm luôn. Nếu rán ngày xưa, tất nhiên là bây giờ nó vẫn thơm, nhưng mà ngày nay thì mọi người thưởng thức nhiều món ăn, nhiều ngửi mùi thơm cũng khứu giác nó cũng quen rồi. Đấy. Đó nên là cảm nhận nó bình thường đi thôi, chứ ngày xưa thì các bạn cũng biết rằng là dân tình cũng còn khó khăn, hàng bao nhiêu tháng trời mới được ăn bữa thịt, cho nên là khi rán rươi lên mùi nó thơm lắm. Đấy. Bây giờ nó vẫn thơm nhưng mà mình cảm nhận nó khác với ngày xưa. Cũng như những người mà những bạn nào đã từng đi trong trại rồi đấy, trong trại toàn hút thuốc lào, cho nên là ngửi một mùi một điếu thuốc lá nó khác ngay, thơm khi cả mấy khu một điếu villa. Cho nên là bây giờ không phải là rươi nó không thơm các bạn, mà do là cuộc sống của mình là nhiều cái món nó ngon rồi, cho nên là cảm nhận nó khác, cũng không còn cho nhiều dầu đấy, chảo chống dính. Được hết rồi. Đây, chứ đây hai anh em cả món này không thể thiếu được cái mùa hè này các bạn. Canh cua, cà pháo. Quay sát à. Món cà pháo này là món
Có ở Đông Triều mình có cái quán này nó muối cà rất là ngon các bạn. Giòn ăn rất là vừa miệng. Mình vừa bánh vừa vừa. Đấy. Cho vào thơm rất mũi luôn. Riêng cái chả dươi này các bạn. Có thể có thể nói là thơm nhất trong các loại chả. Chứ ở mình này thì trước đây thì có nhiều chế biến nhiều thành nhiều món kia, tức là anh vận nhỏ lửa kia không thấy. Có thành nhiều món các bạn, chả dươi này, dươi kho này, dươi nấu canh này. Và bây giờ thì nhiều quán ở Đông Triều người ta còn làm cả lẩu dươi nữa. Mình thì mình chưa đi quán ăn lẩu dươi bao giờ. Nhưng mà món kho rồi món nấu canh dươi, chả dươi nấu rán xong bắt đầu nấu canh rau cải các bạn. Cho thì gừng mà cực kỳ ngon luôn. Thôi được anh cho anh rán rồi. Cho cái mực kia vào rán. Đây là mực một lắng nhé các bạn. Một lắng lại rán thì ngon hơn. Cho cái này khả năng rán chín tới này, nhỉ? Yeah. Mực một lắng này. Bây giờ là tất cả là đã lên mâm nhá các bạn nhá. Mình review cho các bạn xem cái món đặc sản của Đông Triều của mình là món chả dươi này. Thực ra cái dươi mùa này là không phải mùa vụ mùa của nó các bạn. Đây là vụ chiêm thôi. Cho nên là nó cũng ít, nó không có nhiều. Thì như mình đã nói rằng là cái vụ chính của dươi nó là tháng 9 tháng 10 cơ. Các cụ ngày xưa có câu là tháng 9 đôi 10 tháng 10 mùng 5. Thì cứ tháng 9 là ngày 20 thì là đúng vào con nước dươi nó nổi lên. Và mùng 10 tháng 10 thì là mùng 5. Thì là đúng như thế thì là nó nổi lên. Tất nhiên là bây giờ thì nhiều khi nó cứ nổi linh tinh cả, nó cũng do là thay đổi thời tiết rồi này nọ. Chứ ngày xưa nó dươi nó nổi lên chính xác vào ngày tháng các bạn. Anh cắt cái này ra chưa? Cắt cái dươi ra. Mấy cái kéo trên kia. Đây đây, cắt lấy kéo cắt ra này. Còn đây là món mực một lắng nhá, một lắng rán nhá, mực Quảng Ninh. Dươi ngày xưa mà cứ rán cái mỡ lợn ngày xưa ấy các bạn, mà rán thì một nhà xóm rán thì cả xóm gửi. Thơm cực kỳ luôn, cái loại dươi. Loại dươi này. Anh quay cho em cái, em review mấy miếng cho anh. Rồi xong. Đây nha. Wow.
bạn ấy, mắm thì dươi này cũng không thể thiếu được cái hạt tiêu. Đấy. Quên mình cho vào, mình cũng quên là không về sau nhớ ra mới cho vào sau các bạn xem. Đấy. Mắm chợ. Từ xưa là mắm chợ. Không nhiều phải cho hạt tiêu mà. Đây là mắm Đây là lại anh trai mình. Anh ba nhà mình. Đấy, nào. Nào. Sức khỏe bác. Sức khỏe. Ăn đi. Mời các bạn nhé. Xin mời các bạn. Món chả dươi đặc sản. Đặc sản Đông Triều. Đệ tứ chính Đông Triều. Cái dươi sông Cầm. Sông Cầm của mình á, dọc theo sông Cầm chạy dài ra bên giáp Hải Phòng ấy, thì là đều có dươi này. Ngon. Ngon thích. Nhưng mà Ít cay. Cay. Không cần cay ai ăn, em đã bảo ra ăn cay thì thêm cho thêm. Đấy. Đây là cái món mực một lắng này các bạn. Mực cà rốt bé bé nhưng ngọt lắm. Đây là món sở trường của mình là món cà cái cua các bạn, giờ lắm biết ở chỗ mọi người nào ấy. Chỗ mình nhiều mấy nay nắng vỡ đầu sợ miền Nam mới dừng. À, bây giờ mình để máy lên trên đây để ngồi cùng ăn nhé, mời các bạn nhé. Chào mọi người nhá. Mời mọi người, các bạn ăn cơm cùng anh em mình. Ôi mốt đời anh em mà. Đi ra chỉ ngửi ăn gì, uống gì. Ngoan này, chơi gì rượu. Cái dươi chỗ mình này các bạn, trước ở Đông Triều cực kỳ nhiều luôn. Dọc theo sông từ trong chỗ khu nhà mình vào trong chỗ xã Giáp Bình Khê. Sông lên gọi là cầu kỳ trên đấy. Đến khu Hải Phòng, Giáp Hải Phòng luôn các bạn. Là cực kỳ nhiều dươi này, nhưng bây giờ các bạn cũng biết là cái lạn hút cát đấy các bạn. Cát tất cả các ruộng để môi trường cho dươi này nó sống ấy. Thì không còn nữa, rất là ít. Bây giờ mọi người thấy cái giá trị dươi này nó đắt lên mới gọi là khôi phục lại đầm ruộng. Những người nào còn ấy thì cải tạo đất đai lại thì nó mới còn, không thì ở ngoài miền Bắc này thì như ở mình này, Hải Phòng này, Linh Bình này, Hải Dương không biết có không? À Kinh Môn, Kinh Môn có. Hải Dương nhiều. Có ở Tây Nguyên, Hải Dương có Linh Bình, Thanh Hóa, Cầu Bình đấy, thì là những cái tỉnh đấy thì là có cái món dươi này. Và nhiều người nếu mà không ở đất này, không ở đất dươi mà đầu tiên nhìn thấy con dươi này chắc là cũng rất là sợ, nhưng nhìn như con sâu, nhưng mà ăn lại cực kỳ ngon luôn các bạn. Chất ra là một tiền gà ba tiền thóc, mỗi mình nó không thì vẫn ra gì nào làm phát ra cho mặt nó đỏ hay nó đẹp dai. Đấy.
đấy là cho em cái đá này, uống rượu này, cho em cái đá. Rượu đá đúng uống rượu xài chết. Các bạn đã có những người cãi nhau tranh luận về cái con dươi này, và hôm nay mình thử làm thử xem, nhưng mà không biết mọi người như thế nào, nhưng mình làm thử thì không thấy, bởi vì là nhiều người đã từng tranh luận là cái con dươi này các bạn khi để vào ngăn đá đấy, ngăn đá bao nhiêu lâu và bỏ ra khi để giã đông lại thì nó vẫn sống, vẫn bơi được. Và đã từng tranh luận rất là gay gắt về vấn đề về cái chuyện này. Người thì bảo tôi đã từng làm rồi, là bỏ vào ngăn đá khi giã đông thì con dươi nó sống lại. Người thì bảo là chuyện đấy là chuyện coi như chỉ có trong chuyện thần thoại thôi. Và thực tế thì hôm nay mình bỏ ra, bởi vì là cái dươi này là anh rể mình cho. Rể mình cũng có đầm mà cho, vừa rồi cho mỗi nhà 1-2 cân. Thì mình cũng để ở ngăn đá, và hôm nay bỏ ra thì sau một phút chờ đợi thì em nó vẫn ngoảm cụ tỏi. Không thấy hiện tượng là sống lại, bơi lại. Thế nên không biết là mọi người, người khác thì như nào, mình thì bỏ ra thì không thấy còn sống nữa. Đấy. Sau 30 phút là em nó bơi vào chảo. Bơi vào chảo luôn, không sống lại được. Mình thấy nó cũng vô lý, bởi vì là cấp đông đá thì bỏ ra là, nếu mà để ngăn mát đấy các bạn, để 1-2 ngày thì có khả năng còn sống. Nhưng mà nếu mà cho vào ngăn đá thì mình nghĩ là cái chuyện đấy là không thể sống được. Để ngăn mát thì sống. Ngăn mát thì vài hôm thì khả năng còn sống. Để vào cấp đông thì gọi nó ngất đi một tí thôi. Để ngăn mát là nó làm nó ngất đi, ngủ đông một tí thôi. Trong ngăn đá thì không oxy. Không oxy mà nó ngâm âm bao nhiêu độ thì cái mực một lắng này các bạn, mực một lắng này rất là ngọt. Các bạn cũng biết rằng là ở Quảng Ninh này thì có mấy cái đặc sản ở biển đấy, tu hài này, con hàu này, mực Quảng Ninh và ghẹ. Cái biển ở Quảng Ninh về hải sản nó cũng rất là ngon, nhiều đồ rất là ngon, kể cả là cái con hàu các bạn. Là thấy người ta nói là về cái độ ngon, nhiều chất nó ngang với cái, hoặc là thậm chí còn hơn là cái hàu bên biển Nhật Bản nữa. Đấy, ở Quảng Ninh. Mực nắng rán qua mềm ăn rất là ngon, rất là ngon. Cạch ra. Rán kỹ một tí nữa ngon. Không. Rồi rán ngon quá. Nó chỉ thơm thôi. Ngon nó chỉ thơm. Nó không ngon mà rán. Chính là hàng xóm ngửi thôi. Không phải cái nếu rán kỹ giòn như hàng xóm ngửi. Mình không được. Không, em không thích ăn giòn. Giòn nó hết chất thì ngon. Nếu chuẩn nhá. Kho dưa là ngon nhất. Đấy, nó không thơm thôi. Nhưng mà nó không bị đánh ra, nó bột nó không có là nấu canh. Nhiều người thích ăn kiểu này các bạn. Nó còn nguyên con ấy thì bột đây. Nó còn nguyên trong con. Anh trai mình cũng thích ăn kiểu thế. Gói vào. Nó lốt gói vào miếng chả dươi này. Đó. Ngửi tí bia đã say rồi. Sợ. Tháng 9, tháng 10 nhé các bạn nhớ nhé. Tháng 9, đôi 10, tháng 10, mùng 5 vào những ngày đấy, đấy thì bạn nào thích thưởng thức món dươi này thì ghé về mình chơi thì sẽ mời các bạn thưởng thức món chả dươi Đông Triều. Đấy, bạn nào nhớ là tháng 9, đôi 10, tháng 10, mùng 5 ấy, đúng vào vụ của nó, đúng vào con nước của nó thì
Bạn nào chưa thưởng thức và muốn thưởng thức thì ghé nhà mình chơi, sẽ chiêu đãi các bạn món chả dươi đông chiều. Nào mời các bác cạch phát cho giống cho oai. Cạch cho người thôi. Anh em thực sự nhà để bia cho nó đẹp thôi các bạn. Đấy mình chỉ uống một hai hớp mặt đã đỏ rồi. Không uống được. Thóp giật binh binh luôn. Nhiều bạn cứ bảo là có mồi như thế mà không uống rượu, uống bia thì nó phí. Mình chả thấy phí thế nào. Ăn vào bụng làm sao phí được. Phải đổ đi thì mới gọi là phí. Đúng không mọi người? Uống rượu nhiều xong lại bỏ ra. Thật, nhiều người uống vào xong lại lại trả lại thì mới gọi là phí. Thực tế là mình cũng muốn uống ấy, chứ không phải không. Nhưng mà khả năng là do cái cơ địa uống vào nó đau đầu không thể chịu được. Say thì không say nhưng mà đầu nó đau các bạn. Thôi là cạch món nữa, à là làm thử miếng rồi. Cái chuyến thì có cân thì coi như là ba thằng coi như là đang vừa tầm. Mỗi thằng ba lạng. Ba lạng à. Còn đâu còn một lạng gọi là hấp hơi. Thằng không ăn hết rồi. Tại có tí tuổi cũng không ăn được nhiều. Làm nhiều lên tươi. Mà sao không đấu dươi. Có thằng làm cực. Cười hết máy. Lậu. Chúng nó uống rượu nó dễ ăn rồi. Nhưng mà nhằm tí trắng. Rượu. Rượu nó đưa vào nhiều. Nào mời các bác phát nữa rồi kết thúc video ở đây. Chào mọi người. Chúc sức khỏe mọi người. Ơi mình chào tất cả các bạn nhé. Các bạn nhớ là nếu ai muốn thưởng thức món dươi này nhớ lúc mình nói đấy. Thì có điều kiện qua nhà mình rẽ và mình chơi thì mình sẽ cho bạn thưởng thức món dươi, chả dươi, kho dươi và canh dươi đặc sản Đông Triều quê mình. Thôi chào tạm biệt các bạn nhá. Chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe và thực sự may mắn. Bác chào. Chào mọi người. Xin chào. Hẹn gặp lại video sau.